PT-P201 thì dùng trong trường hợp như nào là tốt nhất? Xin chào, tôi là bác sĩ Thu Y Vũ Đùng, chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Với sức mạnh giúp hàng triệu chủ đại lý cũng như bà con chăn nuôi cũng được cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Thì tuần vừa rồi thì có rất là nhiều bác chăn nuôi gọi điện hỏi bác sĩ Thu Y Vũ Văn Hùng, cũng như là nhắn tin trên fanpage của công ty cổ phần thuốc Thu Y TST, cũng như là nhắn tin trên kênh YouTube của bác sĩ Thu Y Vũ Văn Hùng hỏi rằng là cái P201 của bác sĩ là điều trị cái bệnh gì tốt nhất, mà bác sĩ nói rất là nhiều trên các cái trang mạng xã hội. Thì hôm nay tôi làm cái video clip ngắn muốn tổng hợp lại cho các bác một số các cái bệnh mà các bác có thể sử dụng được cái sản phẩm TTP201 này. Đấy. Cái TTP201 này ấy, thì nó được bào chế bởi hai thành phần. Thành phần thứ nhất là Sepchiason dạng bột, và thành phần thứ hai là cái Gentamicin dạng nước. Thì bây giờ tôi sẽ bỏ ra cho các bác xem. Đấy. Cái lọ thứ nhất là lọ Gentamicin dạng nước. Đây là dạng nước là Gentamicin này. Còn đây là cái Sepchiason dạng bột. Thì anh chị có thể lấy cái lọ Gentamicin dạng nước này, anh chị hòa cho tôi với cái lọ Sepchiason dạng bột. Thì xin thưa anh chị là tất cả các sản phẩm thuốc tiêm của công ty cổ phần thuốc Thú Y TT đều được các dược sĩ bào chế ở cái công nghệ nano vi phân tử, cái hạt của nó siêu mịn, nên khi anh chị hòa lẫn vào, anh chị chỉ cần lắc nhẹ thì sản phẩm đã tan hoàn toàn, nên khi mà anh chị tiêm thì anh chị sẽ không thấy cái hiện tượng xảy ra cái hiện tượng tắc kim hay cái vấn đề bị áp xe, bởi vì trong này các dược sĩ chúng tôi đã cho những cái sản phẩm ví dụ cồn alcohol vào là nó sát trùng được cái vị trí tiêm rồi. Đấy, thì khi anh chị hòa vào thì anh chị một cặp này thì anh chị sẽ tiêm cho tôi với gia cầm và thủy cầm, thì anh chị tiêm cho tôi 4 tạ cho một tạ này, và nếu như heo thì anh chị tiêm cho tôi 8 tạ nhé, 8 tạ một cặp này. Thì cái cặp P201 này điều trị những bệnh gì? Với trên con gà thì anh chị có thể sử dụng trong cái trường hợp nó gà bị cái vấn đề sưng mặt phù đầu. Đấy, cái vấn đề về hen khẹt CD và CC ở đây, cái vấn đề bị hen ngáp ORT thì anh chị sử dụng vô cùng là tuyệt vời. Thì 16-17 năm làm nghề thì tôi đã sử dụng cái sản phẩm này trong suốt thời gian đó, và tôi thấy là hiệu quả vô cùng là tuyệt vời. Đấy, một số các trường hợp nữa trên cái con thủy cầm đó là đặc biệt hiệu quả với cái bệnh E. coli bại huyết trên cái đàn vịt. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề về khẹt vịt. Đấy, khẹt vịt, E. coli bại huyết và cái hiện tượng mà cái đàn vịt anh chị mà ỉa phân trắng, phân vàng, phân nước nhiều thì anh chị có thể sử dụng cho tôi tiêm cái cặp này. Còn đối với trên con heo thì anh chị sẽ xử lý trong cái trường hợp là heo bị viêm da, heo bị cái vấn đề hen suyễn và thì anh chị sẽ sử dụng cái này, và một số trường hợp là kế phát của các cái bệnh do virus, ví dụ như là tai xanh, ví dụ như là cái dịch tả cổ điển. Đấy, thì anh chị cũng có thể sử dụng cái sản phẩm P201 này để phòng các cái bệnh kế phát do cái vấn đề về viêm nhiễm do virus. Anh chị có thể sử dụng cho tôi, ví dụ với chim bồ câu thì anh chị cũng có thể sử dụng trong cái trường hợp mà chim bồ câu bị hen khẹt, bị đau mắt, bị sưng mặt phù đầu. Vâng, cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video clip của tôi. Anh chị hãy nhớ đăng ký kênh YouTube thương hiệu của bác sĩ Thu Y Vũ Văn Hùng, cũng như kênh YouTube của công ty cổ phần thuốc Thu Y TT, để mỗi khi tôi phát video mới nhất, anh chị sẽ là người đầu tiên đón nhận được những cái kiến thức chăn nuôi vô cùng là tuyệt vời. Xin trân trọng cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị trong cái video clip tiếp theo của bác sĩ Thu Y Vũ Văn Hùng. Hãy nhớ TST P201, và xin chào các anh các chị.